đi khỏi nhà bài thi ngã tư. Tại vì mình đi mà chậm quá mà 30 giây là mình trượt luôn bài nha. Bài tiếp theo, bài thi ngã tư đường vòng quanh co. Và 20 giây mình sẽ bị trừ 5 điểm đó. Mở rộng ra vô quanh co nè. Đi tới mũi tên trắng dưới đó vẫn được. Mấy cái đường nhanh nhẹ này mình nghe là đừng bị trừ điểm không? À, lần vàng á, lắng lên á, là em lắng lần ngang em sẽ bị trượt. Em lắng lần dọc không bị trượt. Chỉ được vào mắt thôi chứ không bị trừ điểm đâu. Đối với lắng lên lắng lạc trong sát hạch xe. Rồi em còn giờ thắng. Cái gương bên trái mình ngang cái quanh con đầu lái lái và đi chậm là ha. Rồi em còn giờ thắng. Gương bên phải ngang quanh con đầu lái lái. Bài thi tiếp theo. Bài thi qua ngã tư có tín hiệu điều khiển giao thông. Ngã tư là dừng lại, là dừng trước bên vàng nha.